Rùa và ngỗng ngày xưa, có hai vợ chồng nhà ngỗng và rùa trời thân với nhau, chúng là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt, đất đai nứt nẻ, cỏ cây khô héo. Vì vậy, chúng lên kế hoạch lên đường để đi tìm một chỗ ở mới nơi có hồ nước trong xanh và cây cối tươi mát. Tuy nhiên, rùa không thể bay được như ngỗng nên ngỗng quyết định mang rùa theo bằng cách vợ chồng ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. Điều duy nhất mà rùa cần phải nhớ là chú không được mở miệng ra khi bay, nếu không chú sẽ bị rơi xuống đất. Chúng bắt đầu cuộc hành trình đi tìm miền đất mới của mình. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng và bắt đầu la hét giễu cợt rùa. Đột nhiên có ai đó cười phá lên, nhìn kìa một con rùa biết bay. Con rùa tức giận và đáp lại, tại sao cười tớ? Và tất nhiên, con rùa đã rớt xuống đất. May mắn thay, rùa rơi ngay vào một lùm cây nên không bị thương. Lúc này, rùa rất ân hận lắm, giá như mình đừng lên tiếng, thì giờ này mình đã vui chơi cùng vợ chồng ngỗng rồi. Ý nghĩa của câu chuyện khuyên chúng ta đừng nói chuyện khi không cần thiết,